Kitô theo Thánh Ma-cô. Hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Gia-cô-bê và bà Sa-lô-mê
mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau, ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi mộ cửa mộ dùm ta đây. Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: "Đừng hoảng sợ, các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, đấng bị đóng đinh chứ gì. Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt người đây này. Xin các bà về nói với môn đệ người và ông Phêrô rằng người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người như người đã nói với các ông." Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai vì sợ hãi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể cộng đoàn. Trong đêm cực thánh này, đêm là mẹ của mọi đêm khác, bởi vì qua phụng vụ của ngày lễ vọng phục sinh, giáo hội sinh ra các cử hành khác. Trong đêm cực trọng như vậy, chúng ta đã được nghe phụng vụ lời Chúa tường thuật lại công trình cứu độ của Thiên Chúa nơi loài người, được diễn tiến qua dòng lịch sử, một lịch sử yêu thương Thiên Chúa dành cho con người chúng ta. Mỗi một bài đọc gợi lên một giai đoạn khác nhau của lịch sử ấy. Hôm nay trong bài đọc kinh sách, một bài giảng cổ có nói rằng Chúa Giêsu sau khi đã an nghỉ trong mộ thì linh hồn Chúa đã xuống ngục tổ tông, trước hết Ngài đến gặp Adam. Và Chúa có nói với Adam rằng: "Vì xưa kia ngươi đã bị đuổi ra khỏi vườn, thì hôm nay đây ta phải đến thế gian này. Và rồi chính ta cũng đã vào trong vườn để bị bắt, và sau cùng ta cũng được mai táng ở trong ngôi vườn." Dựa theo ý tưởng đó, con xin được chia sẻ với cộng đoàn đôi điều về những ngôi vườn. Ngôi vườn đầu tiên đó là ngôi vườn trong công trình sáng tạo. Quả thực Thiên Chúa đã yêu thương loài người nên đã chuẩn bị tất cả mọi sự cho con người chúng ta. Người đã chuẩn bị cho con người chỗ tốt lành, đẹp đẽ nhất. Không chỉ chuẩn bị chỗ ở, Người còn chuẩn bị tất cả vạn vật, muông thú cho con người, để con người được ở trong ngôi vườn ban đầu, ngôi vườn địa đàng, để được hưởng hạnh phúc với Chúa. Tuy nhiên, vì phạm tội nên con người không còn được giữ tình nghĩa với Thiên Chúa, nên đã bị đuổi ra khỏi vườn. Tuy nhiên, cũng trong giây phút ấy, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ tình yêu thương dành cho con người, nên Ngài đã hứa ban ơn cứu độ. Thiên Chúa đã nói với con rắn: "Vì mi làm chuyện đó, cho nên ta sẽ gây mối thù nghịch giữa mi và người đàn bà, giữa dòng dõi mi và dòng dõi của người nữ ấy, và dòng dõi người nữ ấy sẽ đạp nát đầu mi, còn mi tìm cách cắn gót chân người." Vâng, lời hứa về việc thực hiện ơn cứu độ ấy
đã được dần dần chuẩn bị một cách tiệm tiến trong lịch sử của Cựu Ước. Và đến thời sau hết, chính ngôi hai Thiên Chúa, miêu duệ của người nữ, đã đến nhập thể ở trong lòng Đức Trinh Nữ Maria và làm người để thực thi ơn cứu độ. Trước khi bước vào cuộc khổ hình, Chúa Giêsu đã ở với các môn đệ, dùng bữa với các môn đệ, chia sẻ tình yêu thương và căn dặn các môn đệ. Ngày đầu tiên trong Tam Nhật Thánh, ngày thứ năm, Chúa Giêsu đã dẫn những môn đệ thân tín nhất đi vào trong vườn để cầu nguyện. Chúa nói với các ông: hãy tỉnh thức mà cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Rồi Chúa đã kết hiệp chặt chẽ với thánh ý Chúa Cha khi người tiến lên để cầu nguyện tha thiết với Thiên Chúa Cha. Qua lời cầu nguyện ấy, toàn thể con người Chúa, ý chí Chúa quy phục thánh ý Chúa Cha. Và sau tất cả, Chúa đã nói lời xin vâng, xin được theo ý Cha, đừng theo ý con. Để rồi sau khi quy phục thánh ý Chúa Cha rồi, Chúa Giêsu tiến ra khỏi vườn để đối diện với quân dữ, và Ngài tiến ra gặp chúng và phó mình cho chúng. Để rồi chúng phải bước vào cuộc khổ nạn, bị đánh đòn, bị kết án, bị chết trên thập giá, sau cùng lại được an táng trong một ngôi mộ, trong một ngôi vườn, gần nơi chết chóc, gần núi sò, gần cái nơi mà người ta gây ra sự chết chóc cho con người. Để rồi từ trong ngôi vườn an táng, ngôi vườn chết chóc ấy, Chúa Giêsu đã phục sinh khải hoàn, ban lại sự sống cho chúng ta. Trước khi phục sinh, Chúa đã xuống ngục tổ tông để mang tất cả linh hồn những người công chính chết trước đó, từ tổ tiên loài người Adam, Eva, cho tới tổ phụ Abraham, cũng như tất cả những người đã ra đi trước Chúa, để Chúa đưa các ngài về nước trời. Chúa đã phá vỡ ngục tổ tông, mở ra con đường mới, con đường dẫn đưa vào vương quốc của Thiên Chúa. Vâng, đó là những ngôi vườn của công trình cứu độ. Những ngôi vườn ấy, Chúa Giêsu đã chiến thắng cái cám dỗ của ma quỷ qua việc hoàn toàn tuân phục thánh ý Chúa Cha. Để rồi từ trong ngôi vườn ấy, hôm nay đây, Chúa Giêsu đã phục sinh vinh hiển, ban lại sự sống cho toàn thể con cái loài người, ban lại sự sống đời đời cho những ai tin vào Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt quý vị, khi suy ngẫm về những ngôi vườn như thế, con nhìn lại cuộc sống của quý vị, thật là hạnh phúc cho quý vị khi chính quý vị cũng đã được quy tụ tại ngôi vườn mân côi đây, để chúng ta được sống trong ngôi vườn mà chính Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô đã phải trả bằng giá máu để cứu chuộc và ban ơn thánh hóa. Chúng ta được mời gọi sống trước ngôi vườn vĩnh cửu sau này khi dùng chính đời sống chứng tá của chúng ta để tỏ cho thấy trước về đời sống nước trời mai này. Vâng, còn thiết nghĩ không gì khác, chúng ta hãy sống đúng linh đạo mà đấng sáng lập của dòng chúng ta đã mời gọi. Chúng ta hãy sống chiêm ngắm về cuộc đời của đấng cứu thế qua chuỗi mần cội. Chúng ta hãy năng kết hiệp với Chúa qua việc cầu nguyện. Được như thế thì tất cả các ý riêng tư của con người chúng ta sẽ bị thu hẹp nhỏ lại để cho thánh ý Chúa được thể hiện. Đó cũng là mong muốn của đấng sáng lập,
Đó cũng là mong muốn của mỗi người chúng ta, đó cũng là mong muốn của toàn thể giáo hội. Đó cũng là lời cầu chúc của con đối với quý vị trong ngày chúng ta cùng với toàn thể giáo hội mừng lễ vọng phục sinh. Để nhờ đó chúng ta cũng kín múc được những hồng ân mà Chúa phục sinh đem lại cho chúng ta. Chứ gì cuộc đời của chúng ta trở nên men, muối, trở nên ánh sáng cho Chúa ở trần gian này. Ngõ hầu nhiều người nhìn nơi chúng ta cũng tìm được con đường để bước theo Chúa mà mai này hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.